Xin chào, mình là mẹ Trích Bông đây. Bạn biết không, những gì con nhận lúc còn thơ, khi lớn lên con đem làm vốn sống. Những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ luôn là những khoảnh khắc kỳ diệu. Vì vậy, hãy tận dụng những khoảnh khắc này. Mình đã có những khoảnh khắc kỳ diệu cùng con chỉ với 5 bí quyết sau từ cửa sổ vàng. Và bí quyết đầu tiên là hãy giao tiếp với con nhiều hơn. Ngày nay, xã hội hiện đại, con người phụ thuộc phần lớn vào công nghệ. Nhiều cha mẹ đã cho con dùng điện thoại, chơi game, xem video trên YouTube. Điều này sớm trở thành thói quen của những đứa trẻ. Và sau này khi con lớn, cha mẹ nhìn lại thì con đã trưởng thành. Nhiều cha mẹ cũng thắc mắc với mẹ Trích Bông rằng làm sao để mà cai điện thoại cho một đứa trẻ. Điều này thì cũng vô cùng khó và nan giải đối với rất nhiều cha mẹ. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là cha mẹ đã cho con phụ thuộc và sử dụng điện thoại quá sớm. Cho đến khi con không thể tách rời chiếc điện thoại của mình thì cha mẹ trở nên đau đầu. Vì vậy, các cha mẹ nhớ nhé, đừng để con sử dụng điện thoại và xem TV quá nhiều nha. Và bí quyết thứ hai là thường xuyên âu yếm con. Các nhà khoa học đã chứng minh tầm quan trọng của những cái ôm đối với sức khỏe, bao gồm cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, có một điều mà tất cả mọi người, cả bạn và tôi đều biết rằng được ôm một đứa trẻ là một điều rất tuyệt vời. Và tiếp theo, bí quyết thứ ba là chụp ảnh và quay video cùng con. Khi con lớn lên, bạn sẽ muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc quý giá nhất cuộc đời và chia sẻ những cảm xúc ấy với những đứa con của mình. Nhiều cha mẹ đã hối tiếc vì không chụp ảnh và quay video thật nhiều khi con bước qua một giai đoạn mới, hay là khi có một điều gì đấy thú vị mà con đã thể hiện. Bí quyết thứ tư là nhớ khoảnh khắc thiêng liêng của con. Những bước đi đầu tiên của con, những chiếc răng sinh đầu tiên của con, những lời nói đầu tiên của con gọi mẹ ơi, bà ơi, hay những cử chỉ hành động đầu tiên của con đều bực mình ghi chép lại một cách cẩn thận. Nó không mất nhiều thời gian, nhưng nó sẽ là một báu vật quý giá khi con của mình trưởng thành. Và bí quyết cuối cùng là tham gia trò chơi sáng tạo cùng con. Điều này giúp mình hiểu được sở thích và thế mạnh của bé, giúp phát triển trí thông minh, trí tưởng tượng và tăng vốn từ vựng. Mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng được khăng khít hơn. Bạn thấy không? Có đứa trẻ nào mà không muốn được cùng cha mẹ chơi một trò chơi, hay là được cha mẹ dẫn đi một địa điểm nào đấy để học tập, học hỏi và giao tiếp với tất cả mọi người chứ? Các cha mẹ nhớ nhé, hãy dành thời gian cho con, công việc quan trọng nhưng dành thời gian đồng hành cùng con mỗi ngày càng quan trọng hơn nữa.